thuyền đã bốn tôm cháo.
Alo, ban tổ chức xin thông báo hiện nay có một bé gái 8 tuổi có mặc áo màu vàng cao khoảng 1m3 đi làm theo này, ai phát hiện bé ở đâu đưa về ban tổ chức ở sân khấu để liên lạc với gia đình. Xin thông báo lại, bé gái 8 tuổi cao 1m3 mặc áo mặc váy màu vàng hiện nay đang làm gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chặt ra đi. Đi chặt ra.